các bác nhá, chào các bác cô chú anh chị. Cứ đến đêm lại làm phiền các bác cô chú anh chị. Khi mà giờ mà anh em bình thường thì là đi ngủ, còn mình thì lại lên làm cây các bác ạ. Đấy. Đấy, thì cũng hy vọng là ngày nào cũng có cây, đêm nào cũng có cây được làm để chia sẻ các bác. Nó không phải là ngày nào cũng có được đâu. Đấy, thì cũng là một cái niềm vui các bác, và một thói quen làm cây đêm. Hôm nay mới cảm nhận thấy cái mùi hoa bưởi các bác. Xung quanh tôi là rất nhiều bưởi, vườn bưởi xung quanh. Hôm trước có mấy bác sang chơi thì bảo là ở đây có mùi hoa bưởi. Thì em ở đây lâu em không để ý đâu, nhưng hôm nay thấy mùi rõ rệt luôn ấy. Chắc là cái màn đêm không khí nó xuống nên là cái mùi hoa bưởi thơm. Đấy thì lại chiều nay bắt từ đêm hôm qua, bắt từ 10 giờ 2 đêm hôm qua chứ. Nhưng mà chiều nay mới mang về và để đến tối để làm các bạn. Đàng hoàng thì mới làm. Không có làm cái giờ mà cơm hoặc là cái giờ hành chính thì bận đi làm, giờ cơm thì làm dở dang lại có việc thì nó không hay. Thì bây giờ hoàn toàn hết việc rồi thì ta đi làm cây các bạn. Một cây xanh dáng làng mà lâu lắm em mới mua một cây nhỏ nhỏ thế này. Thì nó cũng là một cái cơ duyên vì sao đấy. Nhà là đang sẵn cái chậu tàu cũ, tàu cũ rất là hay. Mà ông anh ông quý mến ông tặng các bác ạ. Thì nó lại vừa khít với cái này. Tôi từ cái hồi cách đây lâu lắm rồi không mua một cây mini nào. Chậu chỉ để bày lên giá thì để cho nó vui thôi. Thế nhưng mà hôm nay cái cây này về nữa ok quá. Nó vừa cái chậu này quá. Một cây dáng làng rất hay. Mini nhưng mà rất già. Rất già. Rất già. Và tôi bây giờ tôi sẽ bóc ra các bác xem nhé. Cây này thì chỉ việc trồng thôi. Các bác ở trong đấy, bác trong Thanh Hóa mà. Thì chơi cây cũng rất là chuyên sâu rồi. Làm cây thì cũng không phải chỉnh lại nhiều. Tôi sẽ trồng và bới nó ra xem nó có ok như cái lúc mà đêm hôm qua tôi nhìn thấy trên ảnh không các bác. Các bác nhé. Đấy. Còn viên thằng cầm tay này các bác. Nhẹ lắm. Hàng chậu, hàng cầm tay cắt giật rất là công phu nhưng mà cây nó làm thế. Bọc này ra xem phong bì không biết, cẩn thận quá. Ghi hẳn phong bì gấu chưa, mất bố cái phong bì mới. Làm cây này là nhớ cây làng ngày xưa của tôi, giờ là không còn sở hữu nữa. Nhớ tạm thời bỏ cái chậu xuống các bạn. Đấy các bác, nguyên cái bánh của chậu cũ rồi. Hai cái rễ vong đây rồi. Các bác nhìn, phê không? Quá phê chứ. Đấy. Tán rộng rồi. Tán này nó khoảng hơn 30. Khoảng 35. Rộng khoảng 35 không nhé. Cao cái này chắc tầm 20 thôi. Rộng 35. Cao 20, rộng 35. Đấy, nhìn ba vai này, làng nguyễn này, rất nguyễn, phê không, quá phê rồi, quá phê luôn. Vì sao mà tôi phải siêu lòng tôi mua cây bé các bác, mà mua online các bác nhá, mua online nó hết xui lắm chứ. Nhiều cây trên mạng, trên ảnh nó rất là đẹp, nhưng mà bằng kinh nghiệm của mình tin tưởng nó đẹp và mình chấp nhận. Cái này mua rất là căng đấy các bác, căng tiền đấy. Nhiều lúc nó cũng cây nó tùy duyên, nó bắt top mình nó tùy duyên nữa. Thì mình múc thôi mà mình cảm thấy nó vui là được. Chứ nhiều khi đừng quan trọng nặng nề tiền quá, mình mua được là được mà. Quan trọng tiền quá thì đến lúc mà nó về nó không ưng ý thì các bác khổ sở lắm, cứ nhẹ nhàng thôi.
Đấy. Chậu này ngày xưa ông anh đi triển lãm cây Vạn Phúc này, Vạn Phúc 14 này. Cho một cái chậu. Vừa mới in luôn, chiều rộng, kể cả chiều dài. Vừa mới in luôn. Đấy. Vâng. Đấy, nhìn này. Kê nó lên tí cho nó. Cho nhìn thấy. Nhìn đúng vào cái như này, tại vì cái camera tôi đang chổng lên nó như này. Đấy. Như thế. Như thế. Đây, chiều chậu. Đấy, rất là ổn các bạn. Cái này chỉ có chồng thôi, tôi sẽ cho toàn bộ phân lợn này, phân lợn mục. Chờ chút nha.
Đùa, quá đẹp. Tuyệt vời. Để tôi hạ thấp cái camera cho nó bằng cái mặt của cái cây cho nó dễ đúng không? Đấy. Nhìn thực tế nó rất là đẹp quá. Tôi nhìn bộ ảnh nó không ngon mấy. Không thấy hết các cái nét của nó. Đấy, hai cái dễ đầy quá là giá trị rồi. Đấy. Khi mà cái này nó bẻ ra thì là cái thân nó phình ra, sướng lắm. Thì nó cực kỳ cân đối. Đấy, rồi nhìn này. Tôi cố tình tôi trồng lệch một chút ra sau, bởi vì cái cây này nó thiên về cây làng hoành ấy. Chức làng mà thiên về hoành ấy, tay hoành ấy. Bởi vì nếu mà nó cân đối bằng nhau ấy, thì nó không có điểm nhấn. Nó rất là đơn điệu, thì mình có một cái tay phóng ra đây, nó rất là hay. Đấy, chiều sâu quay đây. Đấy. Đúng là phải xoay ra đây một tí. Ok rồi đấy. Đấy, đẹp miên man luôn. Đẹp miên man. Mặt sau rất ngon luôn nhé. Mặt sau rất ngon. Đấy. Rất hay. Phê quá. Phê quá. Thực sự là phê thật. Tôi lâu lắm tôi mới bắt được cây mini mà tôi muốn bỏ tiền ra mua. Vâng. Muốn bỏ tiền ra mua. Và mình mua về mình không và hề hối hận một chút nào khi mua cây này. Đấy, và còn là rất là vui. Lúc đầu mà nó quấn lại này, nhìn cái này cảm giác nó bé thôi, nhưng mà được cái nhìn thấy cái nét nó già là đã bảo là ok rồi, thành công rồi. Ba vai rất rõ ràng. Đấy các bạn. Giờ tôi nhấc ăn điếu thuốc được các bạn. Làm cốc nước ăn điếu thuốc. Chậu này sinh ra để dành cho nó. Các bác công nhận là cái chậu này sinh ra để dành cho nó ngồi lên này. Thế bao giờ chẳng phải chỉnh gì nữa các bác. Tối ưu rồi, không có chỉnh gì nữa. Chủ cũ bảo là nó là cây xanh quê, nhưng mà tôi nhìn nó rất giống cái Nam Điền, nó không còn cái lá nào. Nhưng mà dù quê hay Điền ra là cái nét này đều chơi được hết rồi. Dòng răm mập, da sáng này thì quê hay Điền đều giá trị hết. Cắm trọng nó hoàn thiện đúng không? Hoàn thiện. Ngọn dâng lên đây hợp lý rồi. Không đỡ đây, chuẩn bài rồi. Chuẩn bài, chẳng phải lùa kéo vào đâu nữa. Hết việc. Tào lao cái bác tí. Hết việc. Đây, bấm thêm cái này tí này. Hoàn toàn là cắt giật các bác nhé. Cắt giật hết, tí nữa tôi sẽ lùa máy quay lên trên này, các bác nhìn. Các bác nhìn cây làng, rất ít cây làng nó cắt giật như này các bác nhé. Bé cắt giật nhé. Cắt giật hết này. Đây nhá. Cái điểm này là giật một phát này. Đây, một phát này. Lên đây. Giật. Dằm giết toàn bộ là giật hết. Rất nhiều việc. Đây, một phát. Đây, một phát. Đây, một phát. Đây, phát. Đây, phát. Đây, phát. Đây, phát. Đây, phát. Khúc khỉu. Phê lắm. Đấy, các bạn. Tuyệt vời. Rất có duyên. Đâu phải có tiền là mua được cây đẹp đâu các bác. Có duyên đấy. Trong nhà tôi chẳng có đồng nào ngoài cây cả các bác. Được anh em quý mến thì toàn được 1 triệu. Rất là cảm ơn anh em. Đấy. Đẹp quá. Đẹp.
Tôi nhắn tin cho ông anh đấy. Ông anh muốn mua cái này nhưng mà nhắn tin cho anh đấy, bác cứ bình tĩnh nhé. Chết cười. Đấy các bác, để tôi nhấc cái các bác ơi. Đẹp chết người. Chỗ này thì chắc nó được khoảng độ xem nào. Chắc được 35. 35 nhỉ. Có được 35 không? Tôi suy đo. Đấy, nhìn chân của bác, cốt chậu. Sao mà cái video đi chơi luôn mình nó cốt chậu rồi mà. Không cần phải nuôi vệ nữa. Cắt giật cục kịch cắt giật. Nhìn cái này là rõ nhất đúng không? Một nhịp đấy, nhìn này, lộ cổ phê lắm. Nó ổn định cái đất này cái thì tôi cho đắp rêu ngay đấy, và vài rất là rộng, rất rộng đấy. Các bác nào kiên trì lấy được những cái cổ mà nó có ba cái thân rõ ràng như này nuôi, quan trọng ai là người nuôi. Chỉ cần 3 năm thôi các bác, nó có bóng có dáng thì các bác sẽ có thành quả. Vấn đề là ai nuôi, ai là người nuôi. Đẹp quá. Đẹp quá. Còn đẹp hơn cái cây mà Nam Điền vừa rồi các bác. Chân tình các bác. Bộ tay cành cắt giật già. Thân vàng ươm. Đấy, cái ngọn này to chút thì châm hết. Này ra lá cái bông rộng sung xuê luôn các bạn. Phê lắm. Phê. Phê quá. Đúng là tự khen cây của mình thì chẳng biết thế nào, nhưng mà thực sự là tâm đắc các bạn. Rất tâm đắc. Tâm đắc. Tâm đắc. Đấy. Cảm ơn các bác nhé, quay vậy ăn nhiều thuốc, ngồi ngắm rồi để các bác xem tư thái các bác nhé. Xin cảm ơn các bác. Đấy, chậu đẹp, chậu tàu cũ, tôi rất thích chậu, những chậu như này hoặc là chậu một màu kìa, màu mè rồng phượng là tôi không thích đâu, thích cứ chậu tàu cũ là tôi thích mà nó đơn giản thôi. Ok các bác, chúc các bác ngủ ngon nhé.